Rồi chào anh em nha, hôm nay là chiều 11 tháng 5 năm 2022. Chiều nay mình lên cho anh em một con Honda Custom 50 FE phun xăng điện tử nha, đời 2 lẻ chỉnh. Tình trạng là xe sơn xi zin toàn bộ nha, máy bao nổ êm máy nhẹ nhàng. À, con này đời 2 lẻ chỉnh nha anh em, máy phun xăng điện tử FE, chạy cực kỳ tiết kiệm xăng nha. Thì con này mình bán có giá là 20.500.000 nha anh em, bao gồm xe bẩn không kiến nha anh em, hình sao hàng bậy nha. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ mình ha, 0933996332. Honda Custom 50 FE phun xăng điện tử màu xanh metan cực đẹp. Rồi quay anh em cận cảnh cho anh em xem ha, màu xanh metan nha anh em. Con này đời 2009, cầm đùm niền sáng bóng nha. Đó, cầm đùm niền sáng bóng, máy thì ba anh em là nổ êm máy nhẹ nhàng không khói ha. Bẩn thì bẩn đúng bẩn zin theo xe, chưa cạo chưa đánh bóng. Đây, máy móc mình cứ quay mặt này mặt kia xong là ok ha. Con này đời 2009 nha anh em, xanh metan, giá là 20.500.000 nha. Xe bao anh em là sơn xi zin toàn bộ, máy nổ êm máy nhẹ nhàng. Ba ga xi zin yên thì những cái dòng xe này gọi là giá vừa tiền nên là nó là yên zin đấy, mốt zin gia lập mới nha anh em. Xe này là 50 bốn số có đời, chạy cực kỳ tiết kiệm xăng nha anh em. Dòng này là phun xăng điện tử, chạy rất là tiết kiệm xăng cho anh em, thích hợp cho anh em mua về cho học sinh đi học này kia, hoặc là bà xã đi chợ này kia ha, rất là ok. Xe zin tiễn đẹp, máy móc khô ráo nhẹ nhàng cho anh em. Rồi Honda Custom 50 FE phun xăng điện tử 4 số có đời, giá là 20.500.000. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ mình, số điện thoại là 0933996332 ha.